Sót cho các bạn và chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Mình là cái mập Minecraft đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để qua được C2 trong Lockwood của trò chơi Roblox. Để qua được C2 thì điều đầu tiên cơ bản nhất chúng ta phải đạt được cấp độ 700. Và sau đây là quá trình để farm được lên level 700 nha các bạn. Đầu tiên khởi đầu là các bạn sẽ ở một hòn đảo rất là quen thuộc, đó chính là hòn đảo có những tên sơn tặc. Thì tại đây các bạn sẽ tiêu diệt những tên sơn tặc cấp độ thấp. Sau khi đạt cho mình cấp độ nhất định thì các bạn sẽ mua cho mình một chiếc thuyền và sau đó di chuyển qua đảo tiếp theo, đó chính là đảo khỉ. Ở đây các bạn vẫn nhận nhiệm vụ để tiêu diệt những chú khỉ ở đây nha. Và ngoài ra thì có một con boss mini ở đây, đó chính là boss vua khỉ nha. Và có một cái anh chàng ở đây, anh chàng này bán trái quỷ nha mấy bạn. Các bạn kiếm cho mình đủ Bailey thì các bạn hãy quay lại anh chàng này để mua cho mình một trái quỷ. Bởi vì khi có trái quỷ rồi các bạn sẽ farm rất là dễ. Còn nếu các bạn sử dụng kiếm hoặc là tay thì farm khá là chậm nha. Còn nếu các bạn may mắn hơn, các bạn sẽ gặp được những cao thủ của trò chơi Lockwood này đang đi ngang qua thì các bạn xin họ những trái quỷ để các bạn farm nhanh hơn ha. Tại C1 thì farm bằng trái quỷ Logia là có lợi nhất, bởi vì đây là trái quỷ mà hầu như các con quái khi đạt đủ cấp độ nó sẽ không thể nào đánh trúng bạn được, và các bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc farm rất là nhiều. Sau đó các bạn lại tiếp tục lên thuyền và di chuyển qua đảo tiếp theo. Đây là một thị trấn nhỏ. Tại đây sẽ có một con boss mini, các bạn cũng sẽ tiêu diệt nó sau khi đủ cấp độ, các bạn hãy qua đảo tiếp theo nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến đảo sa mạc. Đây là một trong những đảo cũng khá là khó khăn bởi vì cấp độ của nó giãn ra khá nhiều. Và chưa kể là quái của ở đây cũng mạnh hơn. Nếu như các bạn không có trái Logia, các bạn sẽ farm rất lâu nha. Và vô tình thì mình đã mắc kẹt phải một trận chiến siêu khủng khiếp của Luffy G5 phiên bản trái Phật tổ đánh nhau với lại trái báo các bạn ạ. Con báo ở đâu rồi? Ôi bạn Kami bị quýnh gần ngầm thế các bạn. Đảo quá. Cố lên, phải là fan của team chân chính, phải là team chân chính phải thắng để đánh với lại trái báo ấy mấy bạn ạ. Hình như là đang có tới 2 người đánh con báo rồi nè mấy bạn ạ. Hai đánh một. Chém bị chân không? Em cấp một ơi, biết cấp một được rồi. Sau khi chúng ta hoàn thành đảo sa mạc, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển qua đảo tuyết. Tại đây chúng ta vẫn sẽ farm level. Và ngoài ra thì tại đây sẽ có một nhiệm vụ bí ẩn, đó là nhiệm vụ để giúp các bạn qua được C2. Mình sẽ nói sau ở cuối video nha. Sau đó các bạn sẽ di chuyển qua đảo của Hải quân. Đây là nơi đã diễn ra trận chiến hoành tráng nhất của One Piece, khi mà Râu Trắng đã tới giải cứu A và cả hai bố con này biến thành đô đất. Ở đây sẽ có một con boss mini, đó chính là Smoker nha mấy bạn. Sau đó chúng ta sẽ đạt đủ cấp độ và đi qua đảo tiếp theo. Đảo tiếp theo chính là đảo trên trời cấp độ 1. Ở đây chúng ta sẽ chỉ farm ở một tầng mây. Di chuyển lên xuống khá là khó khăn nên các bạn có trái Logia hệ bay sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì mình được giúp đỡ, có một bạn đã cho mình trái Logia, đó chính là trái ánh sáng, cho nên là mình đã có thể bay được nhanh hơn rất là nhiều nha. Bây giờ thì đi thuyền xa quá rồi nên mình sẽ sử dụng trái ác quỷ để mình bay nhanh hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi qua đảo nhà tù. Ở đây thì sẽ có tiếp tục một nhiệm vụ bí ẩn, đó chính là để qua được C2. Nhưng mà trước tiên các bạn sẽ đánh nhau là những tên ngục tù ở đây, cũng như là ba con boss rất là quen thuộc ở trong One Piece. Tại đây sẽ có một con boss rất là mạnh mẽ và cực kỳ nổi tiếng, đó chính là Megalan, ăn cho mình trái ác quỷ độc siêu mạnh canh giữ nhà tù này. Sau khi đạt đủ cấp độ, chúng ta sẽ đi qua đấu trường. Tại đây thì sẽ có một cái đấu trường rất là hoành tráng giúp cho các bạn tham gia cái trận đánh nhau 1v1. Sau đó mình sẽ tiếp tục sử dụng trái ác quỷ. Sau đó mình sẽ tiếp tục sử dụng trái ác quỷ để bay qua đảo Dung Nham. Ở đây thì mình vẫn sẽ chỉ farm level mà thôi. Và ngoài ra có một con boss, đó chính là Akainu, kẻ đã trao tặng cho Ace một cái donut. Tiếp theo thì các bạn sẽ đến đảo người cá. Tại đây thì phải có một điểm bí mật thì mới vào rồi nha mấy bạn. Sau khi farm đảo người cá xong, chúng ta sẽ lên lại đảo trên trời nha. Sau đó các bạn sẽ quay trở lại đảo trên trời thứ nhất, tìm cho mình một cái tàn tích bí ẩn. Sau đó sử dụng tuyệt chiêu để có thể phá được cái cánh cổng ở đây và đi qua đảo trên trời thứ hai. Ở đây sẽ có một con boss rất là mạnh mẽ, đó chính là N, là kẻ đã ẩn cho Luffy một trận, nhưng mà bởi vì Luffy là cao su nên là không sao cả. Và cuối cùng này, sau khi farm xong, chúng ta sẽ qua Water 7. Tại đây chúng ta sẽ farm một quãng đường rất là dài để đạt được cấp độ 700. Sau khi độ 700, chúng ta sẽ lên đường và quay trở lại nhà tù Imperdao. Tại đây sẽ có một nhân vật để chúng ta nói chuyện, và nhân vật này sẽ đưa cho chúng ta một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này sẽ giúp chúng ta mở ra một cánh cửa để đánh bại được kẻ gián điệp. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại đảo băng giá để mở cánh cửa này. Và sau khi mở cánh cửa thì nhân vật quá quen thuộc, đó chính là Aoki. Đây là người đô đốc hải quân đã sở hữu trái băng giá và hiện tại đã theo phe của Râu Đen rồi nha mấy bạn.
Việc đánh Aoki rất là khó khăn, các bạn phải lựa chọn cực kỳ thông minh trong việc sử dụng trái quỷ cũng như là lân thật nhiều máu, bởi vì kỹ năng của Aoki rất mạnh. Sau khi tiêu diệt xong Aoki sẽ có một đoạn đối thoại diễn ra và chúng ta sẽ quay trở lại trung tâm thị trấn, cũng là nơi mà Along đã làm mưa làm gió tại ngôi làng của Nami. Ở đây chúng ta sẽ nói chuyện với lại một người nhân vật, anh ta sẽ đưa chúng ta qua C2. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bước để qua được C2 rồi các bạn ạ. Và các bạn muốn mình làm video qua được C3 cũng như là các bí ẩn ở C1 hoặc C2 thì các bạn hãy comment em dưới nhé. Đừng quên để lại cho mình một like và share video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.